Hôm nay ba mẹ con có bạn diều gấu dâu bay nè các bạn ơi. Yeah! Hai đứa con chơi đi mẹ. Được rồi, hai chị em chơi cho gần thôi nha. Oh no! Hả xe là sao con gấu lướt nhà em rồi? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Mẹ ơi, cứu con, cái con gấu dâu của con mẹ mắc kẹt rồi. À? Mẹ kêu hai chị em chơi cẩn thận mà, sao để nó mắc lên nóc nhà rồi? Nó bị dướng cứng lắm. Giờ Hân ngồi lại tiếp đi giờ Hân. Các bạn ơi, bạn gấu dâu bị mắc kẹt cứng lắm rồi. Các bạn hãy bấm đăng ký tiếp thêm sức mạnh để ba mẹ con mình cứu bạn gấu dâu nghe. Kéo mạnh lên các con ơi. Trời ơi, lịch trời. Tại mẹ nó thấy chưa, mẹ kéo mạnh quá. Bây giờ gấu dâu sức làm hai luôn rồi. Các bạn ơi, hôm nay mình lỡ làm gấp bạn gấu dâu rồi. Mình hứa lần sau mình sẽ mua hai bạn gấu bự thiệt là bự lại chơi cho Hân và Hoàng Kim. Các bạn hãy chờ đón xem nha. Bà cô ơi, nhường tao con nằm ọc đấy đi bà cô. Bà cô này bà tập mấy tiếng đồng hồ rồi mà bà không nhường cho mình. Ê nè, chị có cách này nè. Bây giờ hai chị em mình sẽ quơ cho cái đầu tập thể dục nó tự tập nha. Xong mình sẽ hù cho bà cô sợ để bà cô đi về nha các bạn. Bà cô ơi, có cái đầu tập thể dục nó tự tập kìa. Nó ở kế bà cô kìa. Hả? Ghê quá vậy? Thôi thôi, bà cô đi về. Hai đứa con ở lại đây tập bằng cái gì bằng đi. Bà cô chạy về trước nha. Cuối cùng mình cũng tập được rồi nè các bạn ơi. Bà cô gì mà nhát gan sờ ma các bạn ơi. Ủa cái bà cô đạo này đập hoài mình tạo cái tường đó ai hết á. À đúng cách rồi. Thôi đừng có, bà chị đừng có đạo công an bắt thì kìa. Hả? Cái gì? Để bà cô chạy ra ngoài coi coi. À cuối cùng cũng tới được mình tập rồi các bạn ơi. Con còn nhỏ như vậy mà con nói dốc là không có tốt đâu đó nghe chưa. Con muốn tập thì nói với bà cô nhường cho con tập. Sao con lại nói dốc bà cô như vậy? Các bạn ơi, Gia Hân như vậy là đúng hay sai? Các bạn hãy bình luận để Gia Hân biết, để Gia Hân sửa nghe các bạn. À vậy á, không biết cả giỏi là cô. Thôi được rồi, không sao đâu, như lần sau không được chỉ nữa nghe con. Hình như có cái con gì ở đây nè em ơi. Đâu thấy đúng coi đi. Sao em lại đẩy chị? Gia Hân à, sao con chơi kỳ vậy? Sao con lại đẩy chị hai xuống dưới lòng đường vậy? Hai chị em chơi ở trên lề nè, đừng có xuống dưới con à. Con đi giỡn thôi mà mẹ. Con không nên đẩy chị hai như vậy. Là con đẩy chị hai xuống dưới lề đường á, rồi xe người ta chạy tới, người ta tránh không kịp là nguy hiểm lắm biết chưa? Nhân giỏi mẹ. Chúng ta chỉ nên chơi trên vỉa hè thôi. Chúng ta không nên xô đẩy giỡn hết dưới lòng lề đường, xe chạy nguy hiểm lắm nha các bạn. Các bạn xem cho mình một nút like và một nút đăng ký nha. Cảm ơn các bạn. Mẹ cũng đạp mà con đạp không được. À? Không sao đâu. Ai mới cũng không có tập được đâu. Con bước lên đi mẹ dịnh cho. Bước lên đi. Ngay lại. Rồi chân bên đây cũng vậy luôn. Các bạn ơi, mình chỉ có dám đập, mình đập lần được rồi. Ai nè tập như chị gì mẹ hết chưa? Em mới tập mà em đập chẳng được rồi nè, đi đây em cái gì? Yeah. Các bạn hãy bấm ký tiếp thêm giúp bạn đâu bằng nha. Đúng rồi, Gia Hân mới tập mà tập như vậy cũng ổn lắm rồi nghe các bạn. Các bạn hãy cho Gia Hân một nút like và một nút đăng ký để cổ vũ tinh thần của em ấy nha. Cảm ơn các bạn. Wow, quá đây mà tập được rồi nè các bạn ơi. Ôi, chắc tập luôn các cách chưa.